Rồi các bạn, hôm trước cô thấy bạn Nhiên gửi đề cương cho cô rồi. Còn những bạn khác, bạn nào có đề cương thì nhớ gửi sang cho cô nha. Nhìn chung vào cái đề cương các bạn gửi cho cô thì có phải là từ đầu đến cuối gần như toàn là văn biểu cảm thôi đúng không? Bởi vì sao? Nội dung chính của chúng ta trong phần tập làm văn ở lớp 7 học kỳ 1 đó là các bạn sẽ viết văn biểu cảm. Và biểu cảm cụ thể đó là gì? Tập trung vào biểu cảm các tác phẩm văn học, những bài thơ hoặc là văn xuôi, được chưa? Và chủ yếu đó là thơ. Các bạn học rất là nhiều bài thơ rồi đúng không? Cô cũng đã hướng dẫn các bạn viết bài văn biểu cảm về bài Cảnh Khuya rồi, về Tiếng Gà Trưa rồi, về Rằm Tháng Giêng rồi, về Bánh Trôi Nước rồi đúng không? Đúng chưa? Nhưng mà cô vẫn chưa nhận được rất là nhiều bài của một số bạn chưa gửi cho cô. Ví dụ điển hình là bạn Nhiên chưa gửi cho cô một bài nào hết nha Nhiên. Còn bạn Cao Hoàng Phước, hôm trước bạn nhắn cho cô là rồi tối bạn gửi hay là ngày mai bạn gửi gì đó đúng không? Rồi bạn cũng không gửi. Bây giờ bạn lại nhắn là tối bạn gửi, mai bạn gửi gì đó. Đúng không? Cô không cần biết nha, từ giờ đến ngày mai những bạn nào chưa nộp những cái bài mà hôm bữa giờ cô giới thiệu, cô hướng dẫn các bạn viết thì ngay lập tức hoàn thành và nộp sớm. Nếu không chủ nhật tuần này các bạn phải đi học thêm nha. Thay vì từ 2-3 buổi một tuần các bạn học lên 6-7 buổi một tuần cho cô. Nhớ chưa? Nếu như từ giờ đến chủ nhật đến thứ bảy mà các bạn chưa hoàn thành được tất cả những bài văn đó thì chủ nhật các bạn, bạn nào chưa hoàn thành thì bạn đó học nha. Rồi vào bài ngày hôm nay chúng ta đi tìm hiểu về một bài thơ tiếp theo. Đó là bài Qua Đèo Ngang. Về phân tích nội dung của bài thơ, về tác giả tác phẩm thì các bạn đã được học rồi, đúng không? Đúng chưa nào? Và chúng ta đi vào phần tập làm văn, đó là viết bài văn cảm nghĩ về bài thơ Qua Đèo Ngang. Ghi đề bài cho cô nào. Viết bài văn cảm nghĩ của em về bài thơ Qua Đèo Ngang. Rồi, đề bài quá quen thuộc rồi, đó là viết một bài văn biểu cảm, đúng không nào? Và biểu cảm về một bài thơ. Vậy thì trước khi các bạn biểu cảm được về bài thơ đó thì cái việc đầu tiên các bạn phải nhớ lại cho cô những cái nội dung liên quan đến bài thơ các bạn đã được phân tích, đã được học, được chưa? Các bạn được học ở trên trường rồi, ở đây cô cũng hướng dẫn rồi. Bây giờ phải nhớ lại cái nội dung của bài thơ đó là gì. Đầu tiên các bạn phải xác định được bài thơ Qua Đèo Ngang của tác giả nào. Bạn phải nắm được về tác giả tác phẩm. Mà chúng ta biểu cảm được về bài thơ đó thì các bạn bắt buộc phải nắm cho cô được những cái nét khái quát nhất về tác giả tác phẩm. Đầu tiên phải biết được rằng là gì, bài thơ Qua Đèo Ngang này là của tác giả bà Huyện Thanh Quan. Khi mà nói đến bà Huyện Thanh Quan thì các bạn phải nhớ được tên của bà là Nguyễn Thị Hinh, đúng không nào? Quê của bà ở đâu? Ở Hà Nội, đúng không? Và những cái đặc điểm viết thơ của bà như thế nào? Lắng đọng, xúc tích và đầy ý nghĩa sâu sắc, đúng không nào? Đúng chưa? Rồi tại sao lại gọi là bà Huyện Thanh Quan? Bởi vì là người ta gọi tên của bà theo cái tên, cái chức vụ của chồng của bà, đúng không? Đúng chưa? Rồi là gì? Rồi tiếp tục, sau khi nhớ được những cái nét cơ bản nhất về bài, về tác giả rồi thì đến phần tác phẩm, các bạn phải nhớ được được thơ là cái điều bắt buộc nha. Lâm Chí Trường học lớp mình nhỉ? Một đứa nói thôi, các bạn tranh nhau nói cô chẳng nghe được cái gì cả. Bạn Lâm Chí Trường vô lớp bật cam lên. Rồi tiếp tục nha. Sau phần xong phần tác giả rồi thì đến tác phẩm, các bạn bắt buộc phải thuộc thơ cho cô và nhớ được cho cô đó là gì. Bài thơ Qua Đèo Ngang được viết theo thể thơ. À rồi, cô cảm ơn bạn Nam. Ít nhất thì cũng còn có bạn thuộc được bài thơ. Vậy thì qua cái bài thơ mà bạn Nam vừa mới nhắc lại cho cả lớp nhớ lại vậy thì các bạn trả lời cho cô đó là gì? Bài thơ được tác giả bà Huyện Thanh Quan viết theo thể thơ gì? Giờ sao? Giờ đi trả lời bài thơ Qua Đèo Ngang là thất ngôn tứ tuyệt à? Cô phải nói đến bao nhiêu lần rồi? Các bạn phải phân biệt được chứ. Thất ngôn tứ tuyệt. Thất là 7 đúng không? Thất là 7, tứ là 4, tức là một bài thơ gồm có 4 câu và mỗi câu 7 tiếng đúng không? Thì người ta gọi là thất ngôn tứ tuyệt. Còn bài thơ Qua Đèo Ngang bạn Nam bạn vừa mới đọc lên gồm cả một bài thơ gồm có bao nhiêu câu? Bước tới đèo
ngang bóng xế tà, cỏ cây trên lá, lá trên hoa, lom khom dưới núi tiều vài chú, lác đác bên sông chợ mấy nhà. Tiếp: nhớ nước đau lòng con quốc quốc, thương nhà mỏi miệng cái ra ra, dừng chân đứng lại trời non nước, một mảnh tình riêng ta với ta. Vậy thì tổng cộng có bao nhiêu câu thơ trong bài bạn? Bao nhiêu? Ừ, 8 câu thơ. Vậy ở đây Thất Ngôn Tứ Tuyệt chỉ có 4 câu thôi, vậy có đúng không? Vậy thì nó phải là thất ngôn gì? À, rồi các bạn phải nhớ được cho cô về thể thơ của nó, đó là thất ngôn bát cú, đúng không nào? Đúng chưa? Những cái nét cơ bản nhất thì các bạn phải nhớ được. Vậy thì trước khi đi vào biểu cảm về bài thơ này, cô nhắc lại những nội dung chính của bài thơ. Thứ nhất đó là gì? Về tác giả thì cô nói rồi, đó là bà huyện Thanh Quan, quê ở làng Nghi Tàm, Hà Tây, Hà Nội, được chưa? Đặc điểm thơ của bà huyện Thanh Quan đó là gì? Da diết, trang nhã, hoài cổ, nhưng mà mang ý nghĩa sâu sắc, được chưa? Rồi còn về tác phẩm thì đầu tiên các bạn phải nắm được đó là thể thơ thất ngôn bát cú, đúng không nào? Đặc điểm của thể thơ thất ngôn bát cú thì trong đó sẽ có hai câu đề, hai câu thực, hai câu luận và hai câu kết. Đó là đặc điểm của thể thơ thất ngôn bát cú, được chưa? Rồi, thứ hai các bạn phải nhớ được đó là về hoàn cảnh sáng tác. Vậy thì hoàn cảnh sáng tác của bài thơ Qua Đều Ngang này của bà huyện Thanh Quan viết khi nào? Đó là trong một lần bà di từ Thăng Long vào Huế, được chưa? Vào trong cung để nhận chức, và khi mà dừng lại ở Đèo Ngang thì bà đã viết nên bài thơ này, đó là hoàn cảnh sáng tác. Rồi thứ hai, các bạn phải nhớ được bố cục thì vừa nãy cô vừa mới nói rồi, khi chúng ta xác định thể thơ đó là thất ngôn bát cú thì các bạn phải biết được đó là gì? Sẽ chia bố cục của bài thành 4 phần, hai câu đề đó là nội dung của hai câu đề đó là nhìn chung về cái cảnh vật ở Đèo Ngang. Hai câu thực, tức là hai câu tiếp theo, đó là cuộc sống của con người ở Đèo Ngang. Và hai câu luận đó là tâm trạng của tác giả. Còn hai câu kết đó là nỗi cô đơn của tác giả. Không cần ghi đâu, cái phần này các bạn chú ý lên đây, cô giới thiệu lại, nhắc lại kiến thức cũ cho các bạn thôi. Rồi, đó là về bố cục. Tương tự như vậy, tất cả các bài thơ hay bài văn xuôi nào khi chúng ta tìm hiểu về nó thì các bạn cũng phải nắm được về giá trị nội dung và giá trị nghệ thuật. Vậy thì đối với bài thơ Qua Đèo Ngang này, giá trị nội dung của nó là gì? Đó chính là cái cảnh tượng đèo ngang và nỗi nhớ nước thương nhà của tác giả. Đó là về giá trị nội dung. Còn giá trị nghệ thuật ở đây đó là gì? Bài thơ được viết theo thể thơ thất ngôn bát cú đường luật, tả cảnh ngụ tình và sử dụng những từ lấy gợi cảm, được chưa? Đó là về giá trị nghệ thuật. Rồi tiếp đến trong cái phần đọc hiểu văn bản, các bạn phải nắm được nội dung cho cô. Nắm được nội dung thông qua cái cách mà chúng ta vừa mới chia ở phần bố cục, đó là hai câu đề nói về cái gì? Đó chính là về cái cảnh vật ở Đèo Ngang, đúng không nào? Đúng chưa? Cảnh vật Đèo Ngang thì với cái thời gian là xế chiều, không gian là ở Đèo Ngang, được chưa? Rồi, thứ hai đó là cuộc sống của con người ở Đèo Ngang thông qua cái nhìn của tác giả thì đó là cái cuộc sống như thế nào, với những từ lom khom, lác đác, được chưa? Con người ở đây hiện lên một cách nhỏ bé trong cái thế giới, trong cái không gian bao la rộng lớn đó. Và cái thứ ba, hai câu luận đó là về tâm trạng của tác giả. Và hai câu kết đó là nỗi cô đơn tột cùng của tác giả. Đó là những cái khái quát tóm tắt nhanh về toàn bộ tác giả tác phẩm mà các bạn sẽ đi biểu cảm. Đó chính là bài thơ Qua Đèo Ngang, được chưa? Rồi, vậy thì chúng ta sẽ đi tiến hành vào lập dàn ý đối với cái đề bài, đó chính là cảm nghĩ về bài thơ Qua Đèo Ngang. Vậy thì từ những cái nội dung mà cô vừa mới khái quát lại, từ cái bài thơ mà bạn Nam bạn vừa mới đọc lại như vậy, chúng ta đã xác định được nội dung chính rồi, xác định được biện pháp nghệ thuật rồi, xác định được tác giả rồi. Vậy thì với cái đề bài này, đầu tiên trong phần mở bài chúng ta phải làm gì? Mở bài đó là gì? Giới thiệu được về tác giả. Và thứ hai đó là giới thiệu về tác phẩm. Đó chính là những cái nội dung bắt buộc các bạn phải nói được trong phần mở bài. Rồi, ghi vào cho cô, mở bài:
giới thiệu tác giả, giới thiệu mở bài, giới thiệu tác giả tác phẩm. À vậy thì tác giả là ai? Vừa mới cô vừa mới nói rồi, bà Huyện Thanh Quan đúng không nào? Tác phẩm đó chính là bài thơ Qua Đèo Ngang đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ dẫn dắt để giới thiệu vào như thế nào? Ví dụ đó là gì? Bà Huyện Thanh Quan là một trong những nữ sĩ tài năng bậc nhất trong nền văn học Trung Đại Việt Nam. Thơ của bà mang một hồn thơ trầm buồn, sâu lắng nhưng sâu sắc và ý nghĩa. À vậy thì đó là cái phần mở bài để giới thiệu về tác giả. Được chưa? Rồi còn về tác phẩm thì sao? Chúng ta giới thiệu như thế nào? Tác phẩm là bài Qua Đèo Ngang đúng không? Vậy thì Qua Đèo Ngang là tác phẩm nổi tiếng nhất trong sự nghiệp văn học của nữ sĩ. Viết về khung cảnh thiên nhiên sơn thủy hữu tình cùng với tâm trạng nuối tiếc cô đơn khi một mình đơn độc giữa đất trời rộng lớn. Đó chính là giới thiệu về tác phẩm. Được chưa? Rồi vậy thì tổng thể ở đây là cái phần mở bài của chúng ta, vừa giới thiệu được tác giả, vừa giới thiệu được tác phẩm các bạn. Rồi, bữa giờ con đi học buổi được buổi cái, buổi có buổi không, cho nên là bây giờ con phải đi lên kênh YouTube của trung tâm, con chép lại hết tất cả những bài cô hướng dẫn biểu cảm về bài Cảnh Khuya, bài Rằm Tháng Giêng, bài Bánh Trôi Nước, bài Tiếng Gà Chưa, con chép hết lại và nộp bài cho cô, nghe chưa bạn Lâm Chí Trường? Dạ, rất là to rõ ràng, nhưng mà đến khi nào nộp được? Cô cho hạn cuối cùng là đến chủ nhật, nghe chưa? Nếu như đến chủ nhật con không nộp thì bên trung tâm sẽ liên hệ với gia đình con, kêu bố mẹ con chở con lên trung tâm để ngồi viết, nghe chưa? Rồi, chú ý đi học đều vào, không phải buổi được buổi không vậy đâu, nghe chưa? Rồi, vậy cô chuyển nha. Đó là phần mở bài, được chưa? Rồi, tiếp tục đến phần thân bài. Vậy thì trong phần thân bài chúng ta cần phải nêu được cảm nghĩ về những cái gì và cái cách chúng ta tiến hành viết trong phần thân bài như thế nào. Các bạn chú ý cho cô. Đầu tiên, các bạn phải giới thiệu chung được. À, giới thiệu chung ở đây tức là giới thiệu cái gì? Giới thiệu về hoàn cảnh sáng tác này, giới thiệu sơ lược về nội dung của bài thơ, được chưa? Cái thứ hai, chúng ta sẽ đi cảm nghĩ, đi nêu cái cảm nhận của mình về hai câu đề, hai câu thực, hai câu luận và hai câu kết, đúng không? Chúng ta sẽ đi theo đúng cái trình tự, đi theo đúng cái trình tự trong bài thơ. Chúng ta sẽ đi biểu cảm từng hai câu thơ một. Vậy thì đầu tiên, giới thiệu chung cô vừa mới nói rồi, đó là giới thiệu về hoàn cảnh sáng tác và khái quát nội dung của bài thơ. Thứ hai, hai câu đề. Hai câu đề ở đây có nội dung là gì? Thì trong cái phần đầu tiên trước khi đi vào làm bài văn biểu cảm, cô đã nhắc lại nội dung rồi. Hai câu đề đó là cái gì? Cái cảnh quan ở Đèo Ngang, đúng không? Hai câu đề đó là cảnh quan ở Đèo Ngang. Và hai câu thực đó là cuộc sống và con người ở Đèo Ngang. Còn hai câu luận đó là nỗi nhớ nhà da diết của tác giả. Và hai câu kết đó chính là tâm trạng cô đơn lẻ loi của tác giả. Được chưa? Đây sẽ là tổng thể về những cái nội dung bắt buộc các bạn cần phải có trong phần thân bài. Vậy thì chúng ta nhìn vào cái sơ đồ này, các bạn có biết được rằng là cái thân bài chúng ta sẽ phải triển khai thành mấy đoạn chưa? Thứ nhất, đó là đoạn 1, giới thiệu chung. Đoạn thứ 2, nói về hai câu đề. Đoạn thứ 3, nói về hai câu thực. Đoạn thứ 4, nói về hai câu luận. Và đoạn thứ 5, đó là hai câu kết, đúng chưa? Rồi, vậy thì cô sẽ đi hướng dẫn các bạn, chúng ta đi nêu biểu cảm của mình về từng phần một. Đầu tiên, đó là phần giới thiệu chung. Đầu tiên giới thiệu chung đó là về nói về cái hoàn cảnh sáng tác, về khái quát về nội dung. Vậy thì đối với lại hoàn cảnh sáng tác thì vừa nãy cô có nói rồi đúng không nào? Hoàn cảnh sáng tác của bài thơ này đó là trong một lần bà Huyện Thanh Quan, tức là tác giả đúng không nào, đi từ Thăng Long vào trong cung đình Huế để nhậm chức. Và khi mà đi qua Đèo Ngang thì cái khung cảnh, cái thiên nhiên ở Đèo Ngang đã khiến cho tác giả viết nên bài thơ này. Đó chính là về khái quát, về giới thiệu về hoàn cảnh sáng tác. Còn khái quát về nội dung đó là gì? Đằng sau bức tranh phong cảnh là tâm trạng của nữ sĩ với cái nỗi cô đơn, nhớ nhà và hoài niệm về một thời huy hoàng đã qua. À,
Vậy thì ở trong phần các bạn học phân tích, các bạn đã được tìm hiểu rất là cụ thể, rất là chi tiết về tác giả nữ sĩ bà Huyện Thanh Quan rồi đúng không nào? Bà là một người có cái kiến thức rất là sâu rộng với cái trình độ học vấn rất là cao. Bà còn từng đỗ trạng nguyên đúng không? À không phải đỗ trạng nguyên mà là thủ khoa. Rồi vậy thì bà đã từng làm việc dưới rất là nhiều cái triều đại khác nhau, làm việc trong cung được chưa? Cho nên là gì? Khi mà bà chuyển từ Thăng Long đi vào cung đình Huế để nhậm chức thì khi dừng lại ở Đèo Ngang thì bà đã viết nên cái bài thơ này, đó chính là những cái nét khái quát chung, cái phần giới thiệu về hoàn cảnh sáng tác cũng như là khái quát nội dung của bài thơ Qua Đèo Ngang. Và với thể thơ các bạn có thể giới thiệu vào đó là thể thơ Thất Ngôn Bát Cú Đường Luật. Rồi vậy thì trong phần thân bài đầu tiên chúng ta đi giới thiệu chung xong rồi đúng không nào? Vậy thì tiếp đó chúng ta sẽ đi nêu cảm nhận của mình về từng phần một trong bài thơ đúng không nào? Và bài thơ đó là viết theo thể thơ Thất Ngôn Bát Cú Đường Luật thì cô đã nói rồi, đó là chúng ta sẽ phải chia bố cục theo 4 phần, đó là đề, thực, luận, kết đúng không nào? Đầu tiên chúng ta sẽ đi nêu cảm nghĩ của mình về hai câu đề. Và nội dung của hai câu đề đó chính là cái cảnh quan ở con đèo ngang đúng không? Vậy thì cái cảnh quan ở con đèo ngang được tác giả nói đến thông qua hai câu thơ đầu tiên, đó là gì? Bước tới đèo ngang bóng xế tà, cỏ cây trên lá lá trên hoa đúng không? Đúng chưa? Đó là hai câu thơ đầu tiên nằm trong hai câu đề. Vậy thì chúng ta sẽ phải dẫn dắt như thế nào để mà nêu được cái cảm nhận của mình về từng câu thơ một? Ở hôm trước ở phân tích ở bài Rằm Tháng Giêng hay là ở bài Cảnh Khuya, cô đều nói các bạn là gì? Trước khi chúng ta đi phân tích hay là cụ thể đối với cái đề bài đó là cảm nghĩ, vậy thì trước khi chúng ta đi bộc lộ cảm nghĩ của mình về câu thơ nào đó thì chúng ta phải dẫn dắt nó vào cái câu thơ đấy đúng không? Đúng chưa? Vậy thì đầu tiên chúng ta đi nêu cảm nghĩ về hai câu đề thì chúng ta cũng phải dẫn dắt làm sao để đưa thơ vào. Cụ thể ở đây đó là gì? Câu thơ đầu tiên đó nha, các bạn sẽ dẫn dắt, ví dụ như giống cô đang hướng dẫn này. Câu thơ đầu tiên nói đến thời điểm tác giả đặt chân đến đây, bước tới đèo ngang bóng xế tà, được chưa? Vậy đó là một cái cách để dẫn dắt vào cái câu thơ trước khi chúng ta đi nói về cái nội dung cụ thể của câu thơ đó. À, vậy thì dẫn dắt được đến cái câu thơ đầu tiên rồi, trong cái phần đó là hai câu đề rồi, chúng ta đi biểu cảm về nó đó là gì? Chúng ta phải nói được cái sự am hiểu của mình, cái sự hiểu, thấu hiểu của mình về cái câu thơ mà tác giả viết. Vậy thì bước tới đèo ngang bóng xế tà ở đây đó là nói cái gì? Đó là cái lúc mặt trời đang lặn đúng không nào? Xế tà tức là về cái buổi chiều tà đúng không? Đó là lúc mặt trời đang lặn, phía tây chỉ còn chút nắng hắt những tia sáng yếu ớt nên nền trời đang sầm dần. Thời điểm này rất dễ gợi buồn, nhất là đối với những người đang xa quê. Rồi các bạn ghi vào cho cô, đây chính là cái cảm nhận đầu tiên khi mà chúng ta viết bài văn cảm nghĩ của mình về bài thơ, và cụ thể đây là cảm nhận về câu thơ đầu tiên trong bài. Rồi, đó là câu đầu tiên trong hai câu đề. Vậy tiếp tục chúng ta sẽ chuyển sang câu thứ hai, đó là gì? Cỏ cây trên đá lá trên hoa đúng không? Vậy thì câu thơ này có ý nghĩa là gì? Miêu tả cái khung cảnh thiên nhiên ở đây hoang sơ nhưng mà tràn đầy sức sống của con đèo ngang đúng không nào? Thông qua cái điệp từ đó là gì? Trên này và hai vế câu nó đối, cỏ cây trên đá lá trên hoa đúng không nào? Vậy thì ở đây chúng ta còn thấy là gì? Cái cảnh đẹp nhưng mà nhuốm màu buồn tẻ quạnh hưu của một miền sơn cước. Tại sao lại nói rằng là buồn tẻ? Tại sao lại nói rằng là buồn tẻ và quạnh hưu ở đây? Đó là gì? Chúng ta có thể thấy ở đây cái hình ảnh cỏ cây trên đá lá trên hoa. Tại sao lại cỏ cây trên đá lá trên hoa? Bởi vì nó không xuất hiện cái bàn tay chăm sóc của con người ở đây đúng không? Tạo nên một cái khung cảnh hoang sơ của miền sơn cước, cho nên chính vì thế nó càng khiến cho tác giả cảm thấy đây là một cái khung cảnh quạnh hưu đúng không nào? Vậy thì trong bài này chúng ta, trong cái phần này chúng ta có thể viết như sau. Cỏ cây trên đá lá trên hoa thể hiện cái nỗi buồn càng tăng lên khi cảnh vật ở đây có đá, lá, hoa chen chúc nhau tạo nên một cái cảnh tượng hoang dã,
không có bàn tay chăm sóc của con người. Hình ảnh này cũng đã in sâu vào tâm trí em cái cảm xúc yêu thương quê hương và từ đó thấu hiểu hơn cái nỗi nhớ nhà tha thiết của tác giả khi phải rời quê hương đến một nơi xa lạ. Đó là cái cách để chúng ta nêu lên cái cảm xúc của mình khi mà đọc câu thơ thứ hai trong hai câu đề. Các bạn ghi cho cô nào. Rồi các bạn chuyển sang phần tiếp theo. Chúng ta vừa mới đi xong hai câu đề đúng không nào? Tiếp tục đến hai câu thực. Vậy thì hai câu thực ở đây nội dung của nó đó chính là cái cuộc sống và con người ở nơi đèo ngang, đúng chưa? Vậy thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu từng câu thơ một. Câu thơ đầu tiên trong cái phần hai câu thực này tức là câu thơ thứ ba ở trong bài Lom khom dưới núi tiều vài chú. Vậy thì ở đây trong cái câu thơ này chúng ta thấy tác giả đã sử dụng biện pháp nghệ thuật đó chính là đảo ngữ đúng không? Đúng nào? Đảo ngữ cái động từ lom khom lên trước danh từ đó là tiều ở đây đúng không nào? Vậy thì cái biện pháp đảo ngữ ở đây nó có tác dụng gì? Đó là đặc tả cái dáng vẻ của mấy tiều phu kiếm củi ở dưới sườn núi, nhấn mạnh cái sự nhỏ bé ít ỏi của con người trước thiên nhiên hùng vĩ, được chưa? Vậy thì cái câu thơ thứ ba ở trong bài nó nhấn mạnh cái sự nhỏ bé của con người trước cái khung cảnh thiên nhiên, trước cái khung cảnh thiên nhiên rộng lớn ở đèo ngang. Các bạn chú ý nhé, đó là câu thơ thứ ba. Còn câu thơ thứ tư là câu lác đác ven sông chợ mấy nhà. À vậy ở đây cái hình ảnh ngôi chợ chính là bộ mặt của cuộc sống ở một vùng quê. Nhưng mà ở đây chợ thì chỉ còn lác đác vài túp lều tranh siêu vẹo ở ven sông thôi. Điều đó thể hiện cái gì? Đó chính là cái không khí vắng vẻ, quạnh hưu trùm lên cả toàn bộ cái khung cảnh ở đèo ngang đúng không nào? Vậy thì đó là chúng ta đi tìm hiểu để hiểu về hai câu thơ thực ở đây, tức là câu thơ số 3 và câu thơ số 4 đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ biểu cảm về nó như thế nào? À cái nội dung thì chúng ta tìm hiểu rồi, đúng không? Biện pháp nghệ thuật chúng ta cũng đã hiểu rồi. Vậy thì chúng ta sẽ đi nêu biểu cảm của mình về hai câu thực như thế nào? Các bạn có thể tham khảo cho cô. Đó là gì? Hai câu thực: lom khom dưới núi tiều vài chú, lác đác bên sông chợ mấy nhà. Đây là khi tác giả nhìn toàn bộ cảnh vật từ trên cao, nhỏ phóng mắt nhìn về xung quanh, xa hơn là những đá núi, cây cỏ để tìm đến bóng dáng con người. Hình ảnh bóng dáng con người đã hiện ra nhưng chỉ cần bức tranh thêm hiu hắt. Tác giả sử dụng biện pháp đảo ngữ kết hợp với từ lấy để diễn tả nó. Con người ở đây chỉ có tiều vài chú, tức là vài cái người đi đốn củi, kết hợp với từ lấy lom khom dưới núi, cảnh vật thì lác đác thưa thớt, thông qua cái chi tiết đó là chợ mấy nhà. Tất cả quá nhỏ bé so với cảnh thiên nhiên hùng vĩ ở nơi đây. Dường như không khí vắng vẻ hưu quạnh bao trùm lên toàn bộ khung cảnh. À vậy thì đó là cái cách để chúng ta đi biểu cảm về hai câu thực thông qua những cái chi tiết mà chúng ta vừa mới tìm hiểu nội dung ở phần trước rồi. Vậy thì các bạn ghi cho cô đoạn văn mẫu này vào vở. Rồi, hai câu đề rồi, hai câu thực rồi, chúng ta đi tìm hiểu tiếp cho cô hai câu luận. Vậy thì ở đây hai câu luận nội dung của nó chính là cái nỗi nhớ nhà da diết của tác giả đúng không? Đúng chưa? Hai câu luận nội dung đó là nỗi nhớ nhà da diết của tác giả. Vậy thì chúng ta sẽ lại tiếp tục đi vào từng câu thơ một với câu thơ số 5 đó là gì? Nhớ nước đau lòng con cuốc cuốc đúng không? Câu thơ số 5 chính là nhớ nước đau lòng con cuốc cuốc. Cuốc. Rồi vậy thì ở đây trong câu thơ thứ 5 này, trong khi mà quá trình phân tích các bạn cũng đã được cô hướng dẫn rồi, đó là gì? Tiếng cuốc kêu khắc khoải nút chiều buông càng làm cho cái không gian đó thêm tĩnh lặng hơn. Có thể là tiếng cuốc kêu mà cũng có thể là tiếng vọng từ trong tâm tưởng hoài cổ của nữ sĩ đang nuối tiếc về thời đại huy hoàng đã qua, thể hiện nỗi buồn chịu nặng khó nguôi ngoai của nhà thơ, được chưa? Vậy thì đây chính là giải thích cho cái câu thứ 5 trong cái phần đó là hai câu luận đúng không?
đúng chưa nào? Vậy thì từ cái phần giải thích này về cái tiếng quốc kêu này thì chúng ta có thể biểu cảm, tức là phát biểu cảm nghĩ về về câu thơ thứ năm này như sau. Và câu thơ thứ năm và câu thơ thứ sáu đó là gì? Nhớ nước đau lòng con quốc quốc, thương nhà mỏi miệng cái ra ra. Giữa cái không gian tĩnh lặng gần như tuyệt đối ấy thì văng vẳng lên tiếng chim quốc khắc khoải, tiếng chim ra ra não nuột. Đó là những cái âm thanh có thật mà cũng có thể là tiếng vọng từ cái tâm trạng chất chứa cái nỗi buồn thời cuộc của nhà thơ. Bà đã mượn bút pháp ước lệ và nghệ thuật chơi chữ, đó là dùng từ đồng âm khác nghĩa để nói lên cái lòng mình trước cảnh vật. Tiếng chim kêu không làm cảnh vật vui lên thêm chút nào mà còn làm tăng thêm cái phần quạnh hiu, cô liêu. Phải chăng tiếng chim chính là tiếng lòng của kẻ đang mang nặng tâm trạng u buồn, hoài vọng, nhớ nước, thương nhà? Đó chính là cái cách chúng ta nêu cái cảm nhận về hai câu luận ở đây. Hai câu thơ đó là nhớ nước đau lòng con quốc quốc, thương nhà mỏi miệng cái ra. Rồi, tiếp tục đi đến hai câu kết. Các bạn tìm hiểu cho cô tiếp tục hai câu kết, tức là câu số 7 và câu số 8, đúng chưa? Vậy thì ở câu số 7, các bạn cần phải nhớ lại những cái nội dung liên quan đến câu số 7 và về câu thơ của câu số 7 đó là gì? Dừng chân đứng lại, trời non nước. À, vậy thì ở câu thơ số 7 này nói đến cái gì? Cảnh đẹp của đèo ngang thật là hùng vĩ, đúng nào? Khiến cho nữ sĩ phải dừng chân để chiêm ngưỡng, để cảm nhận cái vẻ đẹp kỳ diệu ấy vào trong tâm hồn của mình, đúng chưa? Và gì? Giữa cái cảnh vật và lòng người có nét tương phản, giữa thiên nhiên thì cao rộng, còn con người thì nhỏ bé, đúng không nào? Vậy thì đó là nội dung của câu thơ số 7. Còn câu thơ số 8 thì sao? Một mảnh tình riêng ta với ta. Vậy thì trong câu thơ này càng thể hiện rõ cái nét tương phản, tô đậm cái sự cô đơn buồn bã trong lòng người. Và cụ thể ở đây đó chính là tác giả, đúng không nào? Ngoài ra thì còn gì? Trong câu thơ số 8 này còn nói đến chính là cái nỗi buồn không thể san sẻ, nên là nó đã kết tụ lại trong lòng thành một mảnh tình riêng, chỉ có ta với ta, đúng không nào? Như hai mà lại là một. Vậy thì âm hưởng nhịp điệu câu thơ giống như là cái tiếng thở dài ngậm ngùi đầy nuối tiếc của tác giả. Đó chính là cái nội dung của hai câu kết, câu số 7 và câu số 8 chúng ta vừa mới tìm hiểu xong. Vậy thì với hai câu này chúng ta sẽ biểu cảm nó như thế nào? Đó là gì? Tâm trạng của tác giả khi dừng chân tại đèo ngang được đúc kết trong hai câu thơ cuối. Cô nói rồi rằng là gì? Chúng ta phải sử dụng những cái từ để nối giữa đoạn này với đoạn kia, đúng không nào? Dùng những câu để nối các đoạn lại với nhau, hoặc là dùng cái từ để nối câu này với câu khác, đúng không? Vậy thì ở đây trong chúng ta sẽ sử dụng cái câu đó là gì? Tâm trạng của tác giả khi dừng chân tại đèo ngang được đúc kết trong hai câu thơ cuối, và chúng ta dẫn dắt câu thơ đó ra, đó là dừng chân đứng lại, trời non nước, một mảnh tình riêng ta với ta. À, vậy thì đứng trước cái cảnh trời cao vời vợi, núi non trùng điệp và sông núi mênh mông thì bất kỳ ai cũng cảm thấy nhỏ bé, mong manh, đúng nào? Nhà thơ ở đây thu mình lại, chôn giấu cái sự trống vắng tận trong cõi lòng ta với ta, thể hiện rõ cái cảm xúc khắc khoải của nhà thơ. Tuy hai mà một, đúng không? Tuy mắt ngắm nhìn cảnh thiên nhiên ở con đèo, nhưng mà lòng thì lại nặng trĩu nhớ về quê nhà, không biết bao giờ mới có thể trở lại. Rồi, câu thơ kết của bài thơ như một sợi dây liền mạch nối xuyên suốt cả bài thơ, tạo cho người đọc một cái cảm xúc day dứt khó quên. À, vậy thì đó chính là cái phần nhận xét, cái phần cảm nhận về hai câu thơ cuối, tức là hai câu kết. Các bạn ghi cho cô nốt à. Nghiêm túc ghi bài nha. Lát cô kiểm tra vở từng bạn một. Lát mà bạn nào mà không nộp bài cho cô mà lần thoát là cô cho gọi phụ huynh, nghe chưa? Đi xong rồi hả? Rồi, vậy thì chúng ta sẽ đi sang phần kết bài.
Và trong phần kết bài, các bạn bắt buộc phải nói được cho cô thứ nhất, đó là khẳng định lại cái giá trị của bài thơ. Các bạn ghi vào cho cô kết bài. Đầu tiên, các bạn phải khẳng định lại được giá trị của bài thơ. Và thứ hai, đó là gì? Nói về rằng là bài thơ có sức sống vĩnh cửu trước thời gian trong lòng những người yêu thơ. Đó là hai cái ý ở trong phần thân bài các bạn phải nói được. Rồi, vậy thì ở trong phần kết bài với hai cái nội dung các bạn cần phải triển khai này, thì đối với lại một bài văn viết về văn biểu cảm thì chúng ta sẽ triển khai từ hai cái nội dung này thành một đoạn văn kết bài như sau. Đó là gì? Bài thơ Qua Đèo Ngang tuy đã ra đời cách đây gần 2 thế kỷ nhưng nó vẫn giữ nguyên được cái giá trị trước cái thử thách của thời gian. Bao người yêu thơ thuộc lòng bài thơ này và khâm phục cái tài năng của tác giả với cái thể thơ đường luật kiểu cách sang trọng đã trở nên gần gũi với lại bạn đọc. Bởi gì? Bởi cái ngôn ngữ dễ hiểu, giản dị, trong sáng và hình ảnh dân gian quen thuộc. Đọc bài thơ chúng ta thêm yêu hơn giang sơn gấm vóc và càng thêm trân trọng những tấm lòng ưu ái non sông đất nước. Rồi đó chính là cái phần kết bài ví dụ. Vậy thì bây giờ cô yêu cầu các bạn chụp bài gửi lại cho cô và về hoàn thành một bài văn biểu cảm của mình đối với cái đề, đó là cảm nghĩ của em về bài thơ Qua Đèo Ngang, nhớ chưa? Hoàn thành về mở bài, thân bài, kết bài. Trong phần thân bài thì phải chia ra được cho cô làm 5 đoạn. Đoạn đầu tiên đó chính là giới thiệu chung. Đoạn thứ hai đó là 2 câu đề. Đoạn thứ ba, 2 câu thực. Đoạn thứ tư, 2 câu luận. Và đoạn thứ năm, đó là 2 câu kết. Nhớ chưa? Nhớ phải chia ra thành từng đoạn nhỏ như vậy và sau đó viết lại kết bài cho cô. Nhớ chưa? Kết bài làm sao để đảm bảo được, thứ nhất đó là khẳng định được cái giá trị của bài thơ và khẳng định được rằng đó là bài thơ có sức sống vĩnh cửu trường tồn trước thời gian và luôn tồn tại trong lòng người yêu thơ. Đó chính là ở trong cái phần kết bài này. Nhớ chưa? Và ngày mai tối các bạn học cô lúc 5:30, nghe chưa? Giống như tuần trước. Tối ngày mai học 5:30.